Bây giờ là phần thi tăng tốc. Với những số điểm không quá khác biệt và cách xa nhau thì chúng tôi chờ đợi một phần thi tăng tốc kịch tính từ 4 bạn thí sinh. Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn như sau. Đâu là biển báo cấm xe ô tô tải? Bốn bạn đều có chung lựa chọn là C. Và người trả lời nhanh nhất là Minh Khôi ở 0:34. Biển A là cấm xe kéo rơ móc, biển B là cấm xe đạp và biển D là cấm xe ô tô khách. Và C là đáp án chính xác. Xin chúc mừng cả bốn bạn. Minh Khôi có thêm 40 điểm, 30 điểm của người Hữu Khang, Nhật Toàn có 20 điểm và Quốc Quý có thêm 10 điểm. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng tốc với câu hỏi số 2. Sắp xếp các hình ảnh minh họa với chuyện tương ứng. Hỏi không quá khó và yếu tố then chốt giành được điểm sẽ là tốc độ trả lời. Xin mời những phương án được đưa ra bởi các bạn thí sinh. Cả bốn bạn đều chung cách sắp xếp là CBAD và Hữu Khang là người nhanh nhất ở 0:95. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là CBAD. Xin chúc mừng Hữu Khang, bạn là người có thêm 40 điểm, 30 điểm thuộc về Minh Khôi, 20 điểm thuộc về Nhật Quang và Quốc Quý có thêm 10 điểm. Và có thể thấy rằng ngôi vị dẫn đầu đang đổi chủ. Người đang tạm dẫn đầu là bạn Hữu Khang với 155 điểm. Cách gần đó là Quốc Quý, chỉ cách 5 điểm mà thôi. Và các bạn hãy cố gắng giữ phong độ bởi vì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tư duy, câu hỏi số 3 trong phần thi tăng tốc. Các bạn hãy tìm số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. Minh Khôi là 4, số 5 là Nhật Quang và Quốc Quý cũng có câu trả lời như vậy. Vì sao lại là 0 ở Hữu Khang? Nhìn được là tổng các số ở hàng dọc thì đều bằng 18 ạ. Vì vậy là 6 cộng 7 cộng 5 thì đã bằng 18 rồi nên là ô đó sẽ là 0 ạ. Và đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Hữu Khang. Bạn là người duy nhất có điểm sau câu hỏi tăng tốc này. 40 điểm. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Các bạn hãy thật bình tĩnh và tập trung. Các bạn hãy cho biết đây là gì? Người thích trà sữa nhất được điểm tối đa. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã tăng tốc xong và chúng ta đã được nhìn thấy tính chất của phần thi này quan trọng như thế nào. Và bây giờ hãy cùng xem số điểm mà các bạn thí sinh đang có lần lượt là những số điểm như thế nào. 120 là điểm số của Nhật Quang, 125 là điểm số của Minh Khôi. Quốc Quý đang có 180 điểm và vươn lên dẫn đầu với 235 điểm là Hữu Khang. Câu 1 em vẫn hơi chậm, nhưng mà em khá hài lòng về số điểm của mình. Câu thứ 3 em nghĩ là em đã tính nhập hàng ngang rồi, nhưng mà không biết sao em không tính hàng dọc. Và cuối cùng là thành ra là em đã mất cầu đấy. Em vẫn chưa hài lòng với phần thi của mình, nhưng mà
dù sao nó cũng qua rồi thì em sẽ cố gắng ở phần về đích. Em khá tiếp câu hỏi thứ hai vì câu chuyện của thích cũng có thể trả lời nhanh hơn nhưng em khá chần chừ. Em sẽ chuẩn bị tâm lý thật vững vàng và chuẩn bị chiến thuật tốt cho phần thi cuối cùng quan trọng nhất, phần thi về đích. Bạn đã nghe được những gì ạ? Bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào? Em xin phép chưa lựa chọn. Bạn có một phần thi về đích xuất sắc. Bây giờ là phần thi về đích. Số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 180, 125, 235 và 120 điểm. Và xin mời Hữu Khang sẽ là người đầu tiên đến với phần thi về đích. Bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào? Em xin phép lựa chọn gói 20, 30, 20 ạ. 20, 30, 20 đó là lựa chọn của Hữu Khang và chúng tôi chúc bạn thành công. Câu hỏi đầu tiên của Hữu Khang như sau. Trong cây có hai dòng vận chuyển vật chất, đó là hai dòng nào? Xin ra câu trả lời là dòng mạch ray và dòng mạch gỗ ạ. Vâng, dòng mạch gỗ hay còn gọi là dòng đi lên và dòng mạch ray là dòng đi xuống ạ. Xin chúc mừng Hữu Khang. Với câu hỏi thứ hai, Khang có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em xin phép chưa lựa chọn ạ. Chúc Khang thành công với câu hỏi này. Nếu viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 199, ta cần viết bao nhiêu chữ số 1? Tôi nhận thấy như các bạn thí sinh ở phía sau vẫn còn đang tính toán. Nhưng chắc là Khang đã vượt qua câu hỏi này bằng cách xuất sắc. Xin chúc mừng Khang! 140 số là câu trả lời chính xác. Ta thấy khi viết các số tự nhiên từ 1 đến 9, ta dùng 1 chữ số 1. Viết các số tự nhiên từ 10 đến 99, dùng 10 chữ số 1 ở hàng chục và 9 chữ số 1 ở hàng đơn vị. Viết các số tự nhiên từ 100 đến 199, dùng 100 chữ số 1 ở hàng trăm, 10 chữ số 1 ở hàng chục và 10 chữ số 1 ở hàng đơn vị. Suy ra chúng ta sẽ phải dùng tất cả 1 cộng 10 cộng 9 cộng 100 cộng 10 cộng 10 bằng 140 chữ số 1. Hữu Khang sẽ còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Có. Ngôi sao hy vọng dành cho Hữu Khang. Mời bạn trả lời câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh. Tôi đang có mặt tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Hiện tại ở đây đang trưng bày một hiện vật rất đặc biệt. Lá cờ quyết chiến quyết thắng. Từ năm 1953, lá cờ này là giải thưởng luân lưu để các đơn vị trong toàn quân thi đua lập công. Đơn vị đầu tiên được trao tặng lá cờ là Đại đoàn pháo 351 với thành tích xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bạn hãy cho biết, thành tích đó được lập nên trong trận đánh vào cụm cứ điểm nào? Chúc các bạn thành công! Câu trả lời của em là cụm cứ điểm đồi A1. Vâng, và trận đánh này thì Đại đoàn 351 đã giáng một đòn hỏa lực mạnh mẽ, chính xác khiến địch hoàn toàn bất ngờ bị động, qua đó thể hiện được trình độ bố trí trận địa, trình độ ngụy trang và nghệ thuật đánh trận mở màn thắng lợi của quân đội ta. Và trận đánh này đánh vào cụm cứ điểm Him Lam. Bạn có một phần thi về đích xuất sắc. Một phần thi về đích hoàn hảo dành cho Hữu Khang. Và bây giờ bạn có thể trở về vị trí thoải mái nghỉ ngơi rồi. Hy vọng Quốc Quý cũng đã được truyền thêm lửa sau phần thi về đích vừa rồi. Và bây giờ là phần của bạn. Thưa hai anh chị, em lựa chọn 20, 30, 20. 20, 30 và 20 đó là lựa chọn của Quốc Quý. Phòng họp chính trong tòa nhà Quốc hội nước ta được đặt theo tên một hội nghị nổi tiếng trong lịch sử. Đó là hội nghị nào? Hội nghị Viên Hồng. Ừ.
này thể hiện sự tôn trọng đối với các bô lão và cũng thể hiện tầm quan trọng của lão quyền và dân quyền với đất nước Đại Việt và xã hội Việt Nam cho tới ngày nay. Hội nghị Diên Hồng xin chúc mừng Quốc Quý. Câu hỏi dành cho Quốc Quý như sau. Biển xanh ôm ấp trời xanh, rồng tiên thủa ấy sinh thành. Trùng khơi nào có ngái xa, long lanh hạt cát đã là quê hương. Địa danh nào được nhắc trong đoạn thơ trên của tác giả Nguyễn Thế Kỷ? Mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Minh Khôi. Cho em là Hạ Long ạ. Và những câu thơ này được trích trong bài thơ Trường Sa của tác giả Nguyễn Thế Kỷ ạ. Và đáp án ở đây phải là Trường Sa. Minh Khôi hãy bình tĩnh và Quốc Quý cũng hãy tiếp tục với phần thi của mình. Em lựa chọn có sơ hy vọng. Câu hỏi số 3 dành cho bạn như sau. Thành phần định lượng của nước gồm hai nguyên tố hóa học có tỷ lệ như thế nào về khối lượng? H1. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Minh Khôi, em là người nhấn chuông nhanh nhất. Là 1:8 ạ, 1:8 ạ. Và câu trả lời đó chính xác. Xin chúc mừng Minh Khôi. Quốc Quý đã hoàn thành xong phần thi về đích của mình, bạn có thể trở về vị trí. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi về đích của Minh Khôi và xin mời Minh Khôi tiến lên phía trước. Bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào? Em nghĩ là em cũng không có nhiều cơ hội hơn. Với số điểm nhì cao nhận tại đang là 260 điểm thì em xin được chọn 3 câu 30 điểm ạ. 3 câu 30 điểm dành cho Minh Khôi. Câu hỏi 30 điểm đầu tiên. Sử thần Ngô Sĩ Liên đã có nhận xét ngợi khen cốt cách của ai qua những lời sau? Hãy lấy Văn Trinh mà nói. Thờ vua tất thẳng thắn can ngăn, xuất xử thì làm theo nghĩa lý, đào tạo nhân tài thì công khanh đều ở cửa ông mà ra. Trai ạ. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Mời Quốc Quý. Câu trả lời của em là Chu Văn An. Và những lời ngợi khen đó sử thần Ngô Sĩ Liên đã dành cho Chu Văn An ạ. Xin chúc mừng Quốc Quý. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 trong phần thi về đích của bạn. Histotripsy là phương pháp trị liệu y tế sử dụng loại sóng nào với cường độ cao để phá hủy các khối u trong cơ thể người? Sóng điện tử ạ. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Xin mời Quý. Câu trả lời của em là Phi Gamma. Câu trả lời của chúng tôi là sóng siêu âm. Và tiếp cho hai bạn. Nhưng cái gì đã qua rồi thì chúng ta có thể cho qua. Chúng ta sẽ tập trung ở phía trước mà thôi. Còn một câu hỏi nữa để mình hoàn thành. Em chọn người sao vọng. Ngôi tay vọng dành cho Minh Khôi. Chúc bạn may mắn. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hey, did you know that Vietnam was elected to the United Nations Human Rights Council for the 2023-2025 term? Well, this is actually the second time Vietnam has been elected to this council. And when was the first time? Vietnam was elected for the 2014-2016 term in 2013. Wow, so proud. How many times has Vietnam
been elected to the United Nations Human Rights Council so far? Two. Vâng, trong đoạn nội thoại vừa rồi thì thầy và cô có nhắc đến việc Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 và 2025. Trước đó thì Việt Nam cũng đã từng một lần được bầu vào hội đồng này, đó là vào nhiệm kỳ 2014-2016. Và câu hỏi là tính đến nay Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bao nhiêu lần? Và đáp án là 2 lần. Đúng vậy, xin chúc mừng Minh Khôi. Việc lựa chọn ngôi sao hy vọng là vô cùng sáng suốt. Vâng, Minh Khôi đã có một phần thi về đích tốt và bây giờ bạn có thể trở về vị trí rồi. Chúc mừng Minh Khôi. Và chúng ta sẽ đến với phần thi về đích của bạn Nhật Quang. Xin mời Quang. Nhật Quang sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào? Dạ, em xin lựa chọn 3 câu 30 điểm. 3 câu 30 điểm, rất quyết tâm. Hãy cùng Quang ạ. Trong quá trình điều chế phenol trong công nghiệp bằng cách oxy hóa cumen, bên cạnh phenol, người ta thu được một hợp chất có nhiều ứng dụng trong thực tế như dùng làm dung môi, dùng làm chất đầu để tổng hợp nhiều chất hữu cơ quan trọng khác như chloroform, iodoform, bisphenol A. Hợp chất ấy là gì? Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Hữu Khang. Câu trả lời của em là acetone ạ. Và chúng tôi cũng đã nhận được một tràng pháo tay từ các quý vị khán giả và đó là câu trả lời chính xác. Nhật Quang hãy bình tĩnh, bây giờ là câu hỏi 30 điểm tiếp theo. Vậy em chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng dành cho Nhật Quang. G7 là nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới, bao gồm Vương quốc Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản và 3 quốc gia nào nữa? Nga, Trung Quốc. Nga, Trung Quốc, Ấn Độ. Tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Mời Minh Khôi. Câu trả lời của em là Canada, Trung Quốc, Pháp ạ. Canada, Trung Quốc, Quốc và Pháp ạ. Pháp, Trung Quốc. Đáp án của chúng tôi là Canada, Pháp và Italia. Hãy hít một hơi thật sâu, bình tĩnh và tiếp tục chiến đấu với câu hỏi cuối cùng trong cuộc thi ngày hôm nay. Nhân vật nào được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư miêu tả như sau? Khôi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi thong thả như hổ, có trí dũng, sức có thể nâng được vạc, làm nha tướng của Dương Đình Nghệ, được Đình Nghệ gả con gái và cho quyền quản Ái Châu. Ngô Quyền. Cả Ngô Quyền. Nhật Quang đã kịp dành cho mình thêm 30 điểm. Xin chúc mừng em. Em đã làm rất tốt. Cảm ơn Quang. Xin mời Quang bước về vị trí. Và chúc mừng thí sinh giành được vòng nguyệt quế của chương trình ngày hôm nay với số điểm vô cùng ấn tượng 355, đó là Hữu Khang. Bốn phần
lại, chúng ta hãy cùng nhau tổng kết số điểm của 4 bạn thí sinh. Đến từ trường trung học phổ thông số 2 Tư Nghĩa, bạn Trần Quốc Quý với 195 điểm. Bạn Nguyễn Hoàng Minh Khôi đến từ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, Quảng Ninh giành được số điểm 145. Ngày hôm nay chắc Hữu Khang phải khao chuyên Bắc Ninh trà sữa rồi, 355 điểm. Chủ nhân của vòng nguyệt quế trong cuộc thi ngày hôm nay. Và bạn Nguyễn Nhật Quang đến từ trường trung học phổ thông chuyên Thăng Long Lâm Đồng giành được số điểm 90. Số điểm của các bạn thí sinh đang bằng nhau. Bốn bạn đều trả lời vô cùng xuất sắc, xin chúc mừng. Wow. Câu trả lời của em là hơi khó đoán. Sức nóng hơn bao giờ hết trên S14. Hơi liều lĩnh. Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau. Em chẳng còn lựa chọn nào khác. Câu trả lời của em là nguyên tố rất hiếm. Với sự cạnh tranh rất kịch tính. Xin được chúc mừng Hữu Khang. Xin chúc mừng Hồng Phao. Xứng đáng. Bạn hãy cùng bước lên bục vinh quang của chương trình và nhận phần thưởng. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, ông Nguyễn Cao Quý. Và xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Cao Quý trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Giải nhất tuần ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Xin chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Cao Quý.